Những chiếc lá này không chỉ đơn thuần là lá của một cây thuốc mọc trong rừng, nó còn cho thấy tri thức dân gian rất đặc biệt của một cộng đồng người. Sinh ra và lớn lên ở thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, anh Lý Tả Rèn đã rất quen thuộc với các loại cây thuốc. Từ nhỏ, anh đã chứng kiến bà con trong làng kết hợp một cách tài tình các loại lá khác nhau để tạo ra những bài thuốc. Khi lớn lên, vì yêu những chiếc lá ấy mà anh đã tìm mọi cách để giữ gìn, phát triển những bài thuốc quý báu của dân tộc mình. Hợp tác xã Nậm Đăm của anh có lúc tưởng chừng phải đóng cửa, giờ đã trở thành trung tâm dược liệu lớn của huyện Quản Bạ. Để bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu, Hợp tác xã Nậm Đăm đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Thuốc Dân tộc Cổ truyền Việt Nam triển khai dự án bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý của người Dao. Vườn ươm có diện tích khoảng 3.000 m2 với hơn 100 loài dược liệu quý, đảm bảo đủ cung ứng giống cho hợp tác xã và bà con địa phương. Ngoài vườn ươm, Hợp tác xã Nậm Đăm còn phát triển vườn cây dược liệu với nhiều loại cây thuốc quý để phục vụ cho việc tham quan của du khách, sản xuất của hợp tác xã và bảo vệ rừng. Sau khi thu hái, các loại lá cây được tiến hành cắt nhỏ trước khi mang phơi khô. Các công đoạn chế tạo bài thuốc lá tắm tuy không cầu kỳ phức tạp, nhưng khá tốn công sức. Mỗi người Dao dường như rất quen thuộc với các loại cây thuốc. Họ có thể đọc thuộc lòng các tác dụng của từng loại cây, cũng như khi kết hợp chúng lại sẽ có những tác dụng gì. Có lẽ vì khi sinh ra họ đã được cha mẹ cho tắm cái lá kỳ diệu của thiên nhiên, rồi lớn lên lại theo chân cha mẹ đi hái lá trong rừng. Vì vậy, những chiếc lá cây này có ý nghĩa đặc biệt và gắn bó trong đời sống của họ. Bài thuốc tắm lá của người Dao là sự kết hợp của hàng chục loại cây, lá khác nhau. Mỗi loại cây lại có một tác dụng, khi pha trộn vào nhau tạo nên bài thuốc kỳ diệu. Hiếm dân tộc nào có bài thuốc tắm lâu đời và nhiều tác dụng như dân tộc Dao. Điều đó cho thấy sự tài giỏi của người Dao trong việc sáng tạo và phát triển tri thức của dân tộc mình. Bài thuốc là tắm của người Dao của chúng tôi ấy, thì là rất là tốt cho sức khỏe. Nó có hơn 20 loài cây kết hợp lại thành một bài thuốc của người Dao. Thì cái bài thuốc này cũng được người Dao giữ từ rất xa xưa, truyền lại. Trong cái bài thuốc tắm của người Dao ấy, thì nó là dùng thủy để trị liệu với lại thuốc kết hợp với nhau, thì nó có trong cái bài thuốc thì nó có nhiều loại thuốc liên quan đến xương khớp cũng như là các cái gân cốt. Thứ là sau khi mà mình đi xa rồi đi làm nương làm rẫy thì các cơ thể mệt mỏi, khí hậu thay đổi thì cảm cúm hoặc là bị ốm thì người ta dùng, chứ trong tuần thì người ta dùng một là hai lần thì rất là tốt cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, Nậm Đăm đã trở thành làng du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch. Đến với Nậm Đăm, ngoài trải nghiệm cuộc sống đặc sắc mang đậm sắc thái bản địa, du khách còn được trải nghiệm tắm lá thuốc nổi tiếng của người Dao. Với mùi thơm thoang thoảng của thiên nhiên, cộng với tác dụng kỳ diệu của núi rừng, đã mang đến cho du khách sự thư thái, xua tan mệt mỏi. Đối với phát triển dược liệu ấy, thì gắn với phát triển du lịch, chúng tôi xác định đây là một cái hướng thế mạnh để gắn với phát triển du lịch. Thứ nhất là bảo tồn lại các cái giá trị cây thuốc của người Dao để mà phục vụ cho cái việc tắm cho khách du lịch để trải nghiệm ngâm chân. Thứ hai nữa là chỉ đạo thôn hợp tác xã tiếp tục là bảo tồn các cái giá trị của cây thuốc. Để phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, góp phần phát triển giới thiệu về đặc sắc các bài thuốc của người Dao, Hợp tác xã Nậm Đăm đã áp dụng công nghệ để đóng gói sản phẩm, chưng cất tinh dầu và nấu cao. Hợp tác xã Nậm Đăm đã từng đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu đầu ra. Nhưng không vì thế mà những người khao khát tận dụng lợi thế của thiên nhiên núi rừng như anh Lý Tả Rèn bỏ cuộc. Lúc ấy để tồn tại, Hợp tác xã Nậm Đăm phải tìm hướng đi mới. Bài toán đầu tiên đặt ra là áp dụng công nghệ sản xuất và tìm đầu ra. Khi các sản phẩm được đa dạng hóa, thị trường tiêu thụ mở rộng, những bài thuốc dân gian đã trở thành sản phẩm thương hiệu gắn liền với địa phương và mang tri thức dân gian đi xa hơn.